kính thưa quý vị khán giả trong mơ mặt trường phương nam radio do bình an xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm tin mừng như đã được bé mở cho tôi tác giả Maria Van Tota do nữ tu Phạm Thị Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa, Diễm Trang, Thanh Nga, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 141 Trong vườn của Maria Magdala giê -xu không còn ở nơi của thị kiến trước Nhưng người ở trong một khu vườn mênh mông Trải ra tới tận hồ Ngoài chỗ vườn Hay đúng hơn là giữa vườn Là căn nhà Vườn bao quanh các phía trước Và ở chung quanh nhà Nhưng ở phía sau nó trải rộng ra ít nhất là ba lần xa hơn vườn ở trước nhà có nhiều hoa nhưng nhất là các cây to và các khóm cây với những góc yên tĩnh đầy cây xanh chung quanh những bồn nước vuông bằng đá quý giống như ở giữa những biệt trang nhỏ có những bàn ghế bằng đá trước đó chắc chắn có những bức tượng ở đó đây dọc theo lối đi và ở giữa các bè đá. Nhưng nay chỉ còn lại cái bệ của bức tượng để nhớ kỷ niệm của nó bên cạnh những cây nguyệt quế và các cây hoàng dương hoặc để nó soi mình trong những bồn đá đầy nước trong vắt. Sự hiện diện của Giêsu và các người của Ngài cũng như sự hiện diện của các người Magdala, trong đó có thằng bé Benjamin đứa trẻ đã dám nói với Iscariot là ông độc ác. Làm tôi nghĩ, đây là khu vườn nhà Maria Maddalena đã được coi lại và trình đốn cho hợp với nhiệm vụ mới của nó, bằng cách loại bỏ những gì có thể tạo ra sự ghê tởm, gương mù hay nhắc nhớ lại quá khứ. Toàn thể cái hồ là một tấm nhiễu mềm mướt màu xám xanh lơ phản chiếu bầu trời có những đám mây mang nặng những hạt mưa thu đầu tiên nhưng nó cũng rất đẹp dưới ánh sáng bình lặng và yên tĩnh của một ngày dù không trong sáng nhưng cũng không phải là mưa gió các bờ hồ không còn nhiều hoa lắm nhưng bù lại được tô màu bởi người họa sĩ vĩ đại là mùa thu phô bày những nét vẽ màu hoàng thổ màu đỏ tía và màu xanh đuối sức của các lá đang chết trên các cây đại thụ và các cây nho đang đổi màu trước khi nhường cho mặt đất chiếc áo sống động của nó ở mọi chỗ trong vườn của các khu biệt thự ở gần bờ hồ như biệt thự này có những điểm đỏ ối như nước đã trào máu do sự hiện diện của một hàng rào bằng cây có cành mềm và mùa thu đã cho nó màu đồng phản chiếu như một lò lửa trong khi các cây liễu rài rác ở các bờ hơi xa thì các lá màu xanh bóng bạc của nó đã thành lợt lạc hơn thường trước khi chết giê xu không nhìn những thứ mà tôi nhìn người nhìn những bệnh nhân tội nghiệp mà người đã ban ơn chữa lành người nhìn những ông già ăn mày mà người cho tiền người nhìn những đứa trẻ mà mẹ chúng trình cho người để người chúc phúc người nhìn với vẻ thương xót mấy chị em ruột nó nói với người về cách sống của người ăn trai duy nhất của họ đã làm cho mẹ họ chết vì buồn và làm cho họ điêu tàn các người đàn bà tội nghiệp này xin người những lời khuyên và xin người cầu nguyện cho họ chắc chắn là thầy sẽ cầu nguyện thầy sẽ xin thiên chúa cho các con sự bình an và cho anh các con hối cải để ông nhớ đến các con và trả lại cho các con những gì ông phải trả nhất là trở lại yêu các con bởi vì nếu ông làm điều đó ông sẽ làm hết những gì còn lại nhưng các con, các con có yêu ông không? Hay các con giận ghét ông? Các con có tha cho ông tận đáy lòng không? Hay sự buồn rầu của các con là sự khinh miệt? Vì ông cũng là kẻ tội nghiệp hơn các con. Mặc dầu những của cải của ông, ông còn nghèo hơn các con và phải thương ông. Ông không còn tình yêu, và ông cũng không có tình yêu của thiên chúa các con thấy ông tội nghiệp chừng nào các con bắt đầu từ mẹ các con vào giờ chết các con chấm dứt cuộc sống buồn mà ông gây ra cho các con nhưng ông ta thì không trái lại ông đi từ một sự hưởng thụ trả giá của một giờ tới một khổ hình ghê gớm và đời đời hãy đến bên thầy, thầy cũng nói với tất cả những điều thầy nói với các con đây. giê xu đi về phía giữa một thàm cỏ rải rác những khóm hoa. ở giữa thàm cỏ, chắc chắn trước có một bức tượng, bây giờ chỉ còn lại cái bệ bao bọc bởi một hàng rào cây sim và cây hồng thất. giê xu quay lưng về cái hàng rào này và bắt đầu nói mọi người đều yên lặng và quây quần chung quanh người bình an cho các con hãy nghe đây có lời rằng hãy yêu tha nhân như chính mình nhưng từ ngữ này ám chỉ những ai tất cả loài người cách bao quát rồi riêng biệt hơn tất cả những người trong một quốc gia rồi riêng biệt hơn nữa những người đồng hương rồi cái vòng nhỏ hơn nữa tất cả bà con họ hàng rồi sau cùng cái vòng sau cùng của chiếc triều thiên tình yêu giống như những cánh hoa hồng chung quanh nhụy hoa tình yêu ruột thịt máu mổ những người đầu tiên của tha nhân trung tâm con tim của bông hoa tình yêu là thiên chúa tình yêu đối với người là tình yêu đầu tiên phải có chung quanh cái tâm điểm là người thì là tình yêu cha mẹ tình yêu thứ hai phải có bởi vì cha mẹ là những thiên chúa nhỏ ở trên trái đất bởi vì các ngài tạo dựng nên chúng ta hợp tác với thiên chúa để tạo dựng chúng ta chưa kể đến việc các ngài săn sóc chúng ta với tình yêu không biết mệt mỏi chung quanh cái bầu noãn sáng rực những cái nhụy tỏa hương thơm của tình yêu biệt đãi nhất bao bọc chặt bởi những vòng các tình yêu khác nhau đầu tiên là anh chị em sinh ra bởi cùng một dạ có cùng một dòng máu nhưng làm sao lại phải yêu anh em đơn giản là vì máu thịt của họ giống như máu thịt của chúng ta đó là điều mà các con chim non tụ tập chung quanh một cái tổ cũng biết làm chúng trong thực tế chỉ chung có một điểm đó được sinh ra trong cùng một lứa và trên lưỡi có cùng một vị nước bọt của cha mẹ chúng ta con người chúng ta hơn loài chim vì còn hơn là máu mủ chúng ta có người cha và còn hơn là người cha và người mẹ chúng ta có linh hồn và chúng ta có thiên chúa là cha của tất cả mọi người vì đó phải biết yêu anh em như anh em vì cha và mẹ đã sinh ra chúng ta và như anh em vì thiên chúa là cha của toàn thể bởi vậy phải yêu với tình yêu siêu nhiên cùng với tình yêu thể xác yêu họ không phải chỉ vì lẽ máu thịt mà còn vì lẽ linh hồn mà chúng ta cùng có phải yêu linh hồn của anh em ta hơn là thể xác vì linh hồn thì ở trên máu thịt và thiên chúa là cha hơn con người là cha bởi vì giá trị của linh hồn cao hơn giá trị của thân xác bởi vì anh em chúng ta sẽ rất khốn nạn khi bị mất người cha thiên chúa hơn là mất người cha loài người sự mất cha loài người là một sự tan nát nhưng nó chỉ làm cho ta mồ côi một nửa nó chỉ làm tổn thương những gì thuộc về trái đất những âu yếm những nhu cầu được giúp đỡ của chúng ta nhưng linh hồn nếu nó biết tin nó sẽ không bị tổn thương vì cái chết của người cha trái lại để theo cha tới nơi các người công chính ở tâm hồn của đứa con bay lên như bị lôi kéo bởi sức mạnh của tình yêu thực vậy thầy bảo các con rằng đó là tình yêu tình yêu đối với thiên chúa và với người cha mà linh hồn đứa con đã để bay lên tới nơi ở của kẻ khôn ngoan nó lên nơi mà thiên chúa ở gần hơn và hoạt động với sự công chính lớn lao hơn vì nó không bị thiếu sự trợ giúp thực là lời cầu nguyện của người cha là người lúc này đã biết yêu cách trọn vẹn cho nó xác tín rằng bây giờ người cha còn thấy rõ những công việc của con ông hơn khi ông còn sống và ông ước ao thấy nó sống một đời sống thánh thiện vì vậy phải săn sóc linh hồn nhiều hơn là thể xác của anh em mình đúng chỉ là một tình yêu nghèo nàn nếu chỉ nghĩ tới những gì sẽ hư nát mà ơ hờ với những gì không hư nát những cái mà nếu người ta ơ hờ có thể làm mất niềm vui đời đời một số quá đông người chỉ mệt mỏi với những thứ vô ích kiệt lực cho những cái chỉ có một lợi ích tương đối mà không ngó ngàng gì tới những thứ thật sự thiết yếu các chị em thực sự các anh em tốt thì không phải chỉ giữ cho y phục được thứ tự lo cho bữa ăn sẵn sàng hoặc giúp anh em bằng những công việc nhưng phải cúi xuống trên tâm hồn họ để nghe các tiếng nói để nhận ra các khuyết điểm nếu trong những tiếng nói này và các khuyết điểm này họ thấy nguy hiểm cho sự sống đời đời thì họ phải vận dụng sự kiên nhẫn đầy tình cảm phải biết chịu cực để cho người anh em có một tâm hồn được hít thở sức khỏe thánh thiện nếu anh em này phạm tội chống lại họ họ phải tha thứ và cầu xin sự tha thứ của thiên chúa để đem người anh em lại với tình yêu không như vậy thì thiên chúa sẽ không tha trong sách lê vi có nói đừng giận ghét anh em trong lòng nhưng hãy làm cho anh em ta sám hối công khai để không bị vạ lây vì anh ta nhưng từ chỗ không giận ghét đi tới chỗ tình yêu, hãy còn một vực thẳm, các con còn có vẻ ác cảm, không tiếp xúc hoặc dừng dưng với họ, và cho đó không phải là tội, vì không phải là giận ghét. Thầy vừa cho các con những ánh sáng mới về tình yêu và những hiểu biết thiết yếu về việc ghét. Vì điều gì soi sáng cho tình yêu trong mọi chi tiết thì cũng soi tỏ mọi chi tiết của tình ghét sự nâng cao tình yêu lên các tinh cầu cao xa tạo ra một sự ngăn cách xa xôi với tình ghét. Vì tình yêu càng lên cao, tình ghét càng tăm tối trong vực thẳm luôn luôn sâu hơn. Giáo lý của Thầy là giáo lý chọn lành. Nó là sự tinh tế về tình cảm và sự xét đoán. Đó là chân lý không ẩn dụ bóng bẩy, cũng không nói lòng vòng. Và Thầy bảo các con rằng ác cảm không tiếp xúc, rừng dưng cũng đã là ghét rồi. Đơn giản chỉ vì nó không phải là tình yêu. Cái trái với yêu là ghét. Các con có thể gọi một tên nào khác cho ác cảm không? Cho việc dứt bỏ một người, cho sự rừng dưng không? Người yêu thì có thiện cảm với kẻ nó yêu, vậy kẻ ác cảm với nó thì không yêu nó nữa. Kẻ yêu thì dù đời sống làm cho nó phải ở xa người nó yêu, nó vẫn tiếp tục ở gần họ bằng tâm hồn, Vậy nếu ai xa lìa kẻ khác bằng tâm hồn thì nó không yêu người đó nữa. Người yêu thì không bao giờ dừng dưng với kẻ được yêu, trái lại, tất cả những gì có liên can tới họ đều làm nó lưu tâm. Vậy nếu ai dừng dưng với một người, đó là dấu họ không yêu nó. Vậy các con thấy rằng ba cái này là ba nhánh của cùng một cây, cây ghét. Và cái gì xảy ra khi một người mà ta yêu xúc phạm đến ta? 90% là nếu cái ghét không tới thì hoặc ác cảm, hoặc xa lánh, hoặc rừng dưng sẽ tới. Không, các con đừng hành động như vậy. Đừng làm băng giá con tim các con bằng ba hình thức ghét này. Hãy yêu. Nhưng các con tự hỏi, làm sao chúng con có thể yêu? Thầy trả lời các con, cũng như Thiên Chúa có thể khi người yêu những kẻ xúc phạm đến người. Một tình yêu đau đớn nhưng luôn luôn tốt các con nói chúng con sẽ làm thế nào thầy cho các con một luật mới về những liên quan tới người anh em có lỗi và thầy nói khi anh em con xúc phạm đến con đừng làm nhục nó cách công khai bằng cách trách mắng nó giữa công chúng nhưng hãy đẩy tình yêu của các con tới chỗ che giấu khuyết điểm của anh em con trước người đời vì con sẽ có công lớn trước mắt thiên chúa trong khi vì tình yêu con cắt đứt tất cả những gì thỏa mãn cho cái kiêu ngạo của con. Ôi, con người bằng lòng chừng nào để tỏ ra rằng họ bị xúc phạm và họ phải chịu đựng. Họ ra đi như một tên ăn mày điên, không phải để xin ông vua bố thí vàng bạc, mà là để đến với những tên ngu ngốc khác, các tên hành khất khác, tựa như để xin nó một nắm cho, một đống phân, một ly thuốc độc đốt cháy đó là những thứ thế gian tặng cho những kẻ bị xúc phạm mà đi tìm sự an ủi thiên chúa là vua sẽ ban thứ vàng ròng cho những kẻ bị xúc phạm mà không oán ghét mà chỉ đến khóc ở chân người về nỗi khổ đau của nó và xin với người là tình yêu là sự khôn ngoan một khích lệ cho tình yêu một chỉ bảo cho một ngẫu nhiên nặng nề vậy nếu các con muốn được an ủi hãy đến với thiên chúa và hãy hành động với tình yêu thầy thầy bảo các con trong khi sửa lại luật cũ nếu anh em con xúc phạm đến con hãy khiển trách nó riêng biệt giữa mình nó với con thôi nếu nó nghe con như vậy con lại được người anh em và cùng một chật con được bao phúc lành của thiên chúa nhưng nếu anh em không nghe con lại xua đuổi con cứng đầu trong điều lỗi của nó thì để cho người ta không nói rằng con đồng lõa với điều lỗi hay rừng dưng với lợi ích thiêng liêng của anh em con. Con hãy mang theo cùng với con hai ba nhân chứng đứng đắn, tốt và chắc chắn. Con cùng với họ trở lại với anh em con, và trước mặt họ hãy nhắc lại cách nhân hậu những nhận xét của con, để những nhân chứng có thể bởi chính miệng con nói rằng con đã làm tất cả những gì con có thể để sửa chữa cho anh em con, vì đó là bổn phận của người anh em tốt bởi vì cái tội mà anh ta xúc phạm đối với con là một vết thương của linh hồn anh ta nếu việc đó cũng vô ích thì hãy cho giáo đường biết để họ nhắc anh ta về lề luật nhân danh thiên chúa nếu anh ta cũng không sửa đổi và nếu anh ta khước từ giáo đường hay đền thờ cũng như anh ta đã khước từ con thì hãy coi anh ta như người thu thuế và dân ngoại điều đó hãy làm đối với các anh em máu mủ của con và với những người liên kết với con bằng tình yêu huynh đệ vì dù là với người đồng loại xa xôi nhất con cũng phải hành động cách thánh thiện không ham hố không khắt khe không giận ghét còn nếu là trường hợp khác vì cần thiết con phải đến với quan tòa cùng với đối phương của con thầy thầy bảo con hỡi người thường bởi tội lỗi của các con các con rơi vào hoàn cảnh tệ hơn thầy bảo con khi còn đang trên đường đi hãy cố gắng làm hòa với nó rằng con trái hay phải vì công lý loài người luôn luôn bất toàn và thường thường sự quỷ quyệt đặt trên công lý và kẻ có tội thành ra vô tội và con kẻ vô tội thành ra có tội và khi đó chẳng những con không được nhìn nhận quyền lợi mà lại thua kiện trong khi con vô tội bị xem như có tội đã phỉ báng và khi đó quan tòa sẽ giao con cho lý hình và nó sẽ không để cho con đi bao lâu con chưa trả hết đồng xu sau cùng. Vậy hãy hòa hoãn, sự kiêu căng của con phải khổ ư, rất tốt. Túi tiền của con trống rỗng ư, càng hay. Chỉ cần là sự thánh thiện của con tăng trưởng. Đừng có một tình yêu nuối tiếc đối với bàng, Đừng ham tiếng khen. Hãy làm sao để Thiên Chúa khen con. Hãy làm sao để thiết lập cho con một kho tàng lớn lao trên trời hãy cầu nguyện cho các kẻ xúc phạm đến con để chúng hối cải nếu xảy ra như vậy chính họ sẽ hoàn lại danh dự cho con và trả lại của cải cho con nếu họ không làm vậy thiên chúa sẽ nghĩ tới điều đó vậy bây giờ đi đi vì tới giờ dùng bữa rồi chỉ có các người hành khất thì ở lại ngồi bàn với các tông đồ bình an cho các con 142 giê sai 72 môn đệ Đi loan báo về người Sau bữa ăn giê -xu cho các người nghèo đi Người ở lại trong vườn của Magia Madala Với các tông đồ và các môn đệ Các ngài tới ngồi ở biên giới vườn Ngay gần bờ nước của cái hồ yên lặng Trên đó có một số thuyền đang dâng bờm để đi đánh cá. Họ sắp có những mẻ cá tốt. phê quan sát họ. Con cũng vậy, simon chưa nào? Con cũng sẽ có những mẻ cá tốt. Chú ơi, con à, khi nào? Thầy muốn con đi thả lưới cho thực phẩm ngày mai à? Con đi ngay lập tức và... Không, chúng ta không cần lương thực trong căn nhà này. Mẻ cá mà con sẽ đánh là trong tương lai và trong lĩnh vực siêu nhiên và sẽ có những dân chài tuyệt vời cùng với con phần đông trong những người này thưa thầy không phải tất cả sao Mạc Thiều hỏi không phải tất cả nhưng những ai kiên trì sẽ trở thành linh mục của thầy và họ sẽ đánh những mẹ cá tốt những cực hoán cải nhỉ jacobe gabide hỏi sự hoán cải sự tha thứ, sự trở về với Thiên Chúa. Ôi biết bao thứ! Dạ yeah, con này Thầy ơi! Lúc trước Thầy có nói là nếu ai không nghe anh em nó, dù trước mà các chứng nhân, thì giáo đường sẽ khiển trách nó. Bây giờ, nếu con hiểu đúng điều Thầy đã nói, từ khi chúng ta biết nhau, con thấy hình như giáo đường sẽ được thay thế bằng giáo hội cái mà thầy sẽ thành lập. Vậy chúng con sẽ đi đâu để khuyên bảo các anh em ngoan cố? Các con sẽ tới nhà các con, vì các con tức là giáo hội của thầy. Vì vậy, các tín hữu sẽ đến với các con, hoặc để có một lời khuyên cho chính họ, hoặc để có lời khuyên cho người khác. Thầy nói với các con hơn nữa, chẳng những các con có thể cho họ lời khuyên mà các con còn có thể giải tội nhân danh thầy các con có thể tháo xiềng xích tội lỗi các con có thể liên kết hai người yêu nhau để làm thành một thân xác duy nhất và những điều các con làm sẽ có giá trị trước mắt thiên chúa như chính thiên chúa làm thực vậy thầy bảo các con điều gì các con ràng buộc dưới đất thì sẽ bị ràng buộc ở trên trời điều gì các con cởi mở dưới đất thì cũng được cởi mở trên trời và thầy còn bảo các con để các con hiểu sức mạnh của tên thầy, nói về tình huynh đệ và lời cầu nguyện. Nếu hai người trong các môn đệ của thầy, và bây giờ thầy coi như là môn đệ, tất cả những ai tin vào Đức Kitô Nếu hai người hợp nhau để xin một điều gì chính đáng nhân danh thầy, thì cha thầy sẽ nhận lời họ. Vì lời cầu nguyện rất mạnh thế, sự hợp nhất huynh đệ rất mạnh thế, và rất rất mạnh thế vô cùng mạnh thế là tên thầy và sự hiện diện của thầy giữa các con ở đâu có hai ba người hợp nhất vì danh thầy thì thầy sẽ ở giữa họ thầy sẽ cầu nguyện với họ và chúa cha không từ chối gì với những kẻ cầu nguyện cùng với thầy có nhiều kẻ không nhận được vì họ cầu xin một mình hoặc vì những lý do bất chính hoặc vì kiêu ngạo hoặc với tội lỗi ở trong tim họ hãy tạo cho các con một con tim trong sạch để thầy có thể ở với các con rồi hãy cầu nguyện và các con sẽ được nghe lời Phêrô suy tư Giêsu nhìn thấy ông và hỏi ông lý do Phêrô giải thích con suy nghĩ rằng chúng con được tiền định những nhiệm vụ cao cả chừng nào và con sợ con sợ không biết làm nên thực vậy Simon Jonah hay Jacob Anphe, hay Philip, hay ai khác thì không biết làm nên. Nhưng linh mục Phêrô, linh mục Jacob, linh mục Philip hay Thomas sẽ biết làm vì họ hành động đồng thời với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và chúng con phải tha cho anh em bao nhiêu lần, bao nhiêu lần. Nếu họ phạm tội chống lại các linh mục, bao nhiêu lần nếu họ phạm tội chống lại thiên chúa bởi vì nếu xảy ra như bây giờ thì chắc chắn họ sẽ phạm tội chống lại chúng con bởi vì họ phạm tội chống lại thầy biết bao biết bao lần xin thầy nói cho con con có phải tha thứ hoài hoài không hay chỉ một số lần nào đó bảy lần hay hơn nữa chẳng hạn thầy không bảo con là bảy lần mà làm bảy mươi lần bảy lần. Một số lượng vô hạn định. Bởi vì cha trên trời tha cho các con nhiều lần, một số rất nhiều lần. Tha cho các con là những kẻ phải trọn lành. Và như người cư xử với các con, các con cũng phải cư xử như vậy. Bởi vì các con là đại diện của Thiên Chúa dưới đất. Hơn nữa, hãy nghe đây Thầy sắp kể cho các con một dù ngôn có ích cho mọi người. Và giê -xu đang được bao quanh bởi toàn là các tông đồ, tại một nơi bao bọc bởi các cây hoàng chương. Người đi lại với các môn đệ đang quay quần cách kính cẩn, tại một nơi có cái bể đá đầy nước trong. Nụ cười của giê -xu là dấu hiệu người sắp nói, trong khi người đi với những bước chậm và dài. Vì vậy trong thời gian vắng, người đi được một khoảng dài nên người không vội vã. Tất cả họ đều hân hoan, giống như đám trẻ ở chung quanh một người làm chúng thích. Họ bao quanh người thành vòng tròn, một chiếc triều thiên của các khuôn mặt rất chú ý, cho đến khi Giêsu xây lưng vào một thân cây và bắt đầu nói. Về điều trước tiên Thầy đã nói với dân chúng là phải hoàn thiện hóa bản thân đối với các con là những kẻ được chọn trong đám họ tông đồ simon jona đã hỏi thầy con phải tha bao nhiêu lần tha cho ai tại sao thầy đã trả lời riêng cho ông và bây giờ thầy nhắc lại câu trả lời của thầy cho tất cả mọi người bởi vì thật chính đáng là từ nay các con phải biết hãy nghe bao nhiêu lần và thế nào và tại sao phải tha thứ phải tha thứ như thiên chúa tha thứ thiên chúa nếu người ta phạm tội một ngàn lần rồi nếu người ta hối lỗi người đều tha cho cả một ngàn lần miễn là người thấy kẻ có tội không cố tình phạm tội không tìm tòi những gì làm cho phạm tội nhưng tội của họ chỉ là kết quả của sự yếu đuối của con người trong trường hợp người ta cố tình khăng khăng trong tội thì sẽ không có sự tha thứ đối với những xúc phạm tới lề luật mặc dầu lỗi này làm cho các con khổ nhưng các con với tư cách cá nhân hãy tha thứ hãy luôn luôn tha thứ cho các kẻ làm điều xấu cho các con hãy tha để được tha vì các con cũng phạm những lỗi chống lại thiên chúa và người anh em sự tha thứ mở cửa nước trời cho kẻ nhận sự tha thứ cũng như cho kẻ bằng lòng tha thứ điều đó giống như sự kiện xảy ra giữa ông vua và các đầy tớ của ông có một ông vua muốn tính sổ với các tôi tớ của ông. Người ta gọi họ, người nọ sau người kia, bắt đầu bằng những kẻ ở cấp cao nhất. Có một người nợ vua 10.000 lượng vàng, nhưng người này không có gì để trả món vàng mà ông vua đã cho mượn trước để ông ta xây nhà và các thứ đủ loại. Chính trong thực tế, vì những lý do ít nhiều chính đáng, ông ta đã không sử dụng cẩn thận món tiền đã nhận được cho các chương trình của ông. Ông vua chủ nợ phẫn nộ vì sự lười biếng của ông ta và sự sai lời của ông, liền truyền phải bán ông ta, vợ ông, các con ông và tất cả những gì ông có cho tới khi ông ta trả xong nợ. Nhưng người đầy tớ liền quỳ dưới chân vua khóc lóc và năn nỉ: "Xin hãy để tôi đi, xin hãy kiên nhẫn thêm một ít nữa." Tôi sẽ trả cho vua tất cả những món nợ của tôi cho tới đồng bạc sau cùng." Ông vua cảm động vì từng ấy đau khổ, đó là một ông vua nhân hậu. Không những ưng thuận lời xin của ông ta, mà sau khi biết rằng giữa những lý do của sự thiếu thận trọng và việc không đúng hẹn cũng còn có bệnh tật làm cho vua thương tây nỗi tha hết nợ cho ông. Ông này sung sướng đi ra. Nhưng khi vừa ra khỏi đó, ông gặp một người khác trên đường một người tội nghiệp mà ông ta đã cho mượn một trăm đồng bạc trích ra trong món mười ngàn lượng vàng mà ông vua đã cho ông vay tin tưởng vào lòng ưu ái của quân vương ông tưởng mình được phép tất cả ông liền tóm lấy cổ kẻ khốn nạn và nói trả ngay cho tao món tiền mà mày thiếu tao một cách vô ích ông này vừa khóc vừa cúi xuống hôn chân hắn và rên rỉ xin thương tôi vì tôi rất bất hạnh xin kiên nhẫn thêm chút nữa và tôi sẽ trả cho ông tất cả cho tới đồng xu nhỏ sau cùng người tôi tớ tàn nhẫn liền gọi lính và cho dẫn kẻ khốn nạn vào tù để phán định ông phải trả với án mất tự do hay cả đến mạng sống sự việc được bạn bè của kẻ bất hạnh biết họ buồn sầu tới tường thuật lại cho vua và chủ của họ ông vua nghe biết liền cho gọi người đầy tớ tàn nhẫn tới vua nhìn ông ta cách nghiêm khắc và nói hỡi tôi tớ xấu xa ta đã giúp ngươi trước để ngươi trở nên khoan dung bởi vì ta đã làm giàu cho ngươi và ta còn giúp ngươi bằng cách tha nợ cho ngươi vì ngươi xin ta kiên nhẫn ngươi không biết thương một người giống như ngươi trong khi ta là vua ta đã thương ngươi biết bao tại sao ngươi không làm cái điều mà ta đã làm cho ngươi và đầy thịnh nộ vua giao ông ta cho lính cai tù để họ nhốt ông ta cho tới khi ông ta trả sạch nợ vua phán vì nó không thương kẻ thiếu nó một chút trong khi ta là vua mà ta đã thương nó dường ấy thì nó không được hưởng lòng thương xót của ta nữa cha thầy cũng hành động như vậy với các con nếu các con tàn nhẫn với anh em các con nếu các con là những kẻ đã nhận từ tay thiên chúa biết bao mà lại trở nên tội lỗi hơn một tín hữu thường các con hãy nhớ rằng các con phải bó buộc sạch tội hơn tất cả những người khác hãy nhớ rằng thiên chúa đã ứng trước cho các con một kho tàng lớn và người muốn các con tính sổ với người hãy nhớ rằng không ai phải biết thi hành tình yêu và sự tha thứ bằng các con đừng làm giống như người đầy tớ chỉ biết đòi hỏi mọi thứ rồi không phân phát gì cho những kẻ xin các con người ta sẽ làm cho các con như các con làm các con cũng sẽ bị đòi hỏi tính sổ về cách sống của những kẻ khác đã bị lôi kéo vào đường lành hay đường giữ bởi gương mẫu của các con ôi thật vậy nếu các con là những kẻ thánh hóa các con sẽ được phần vinh quang bao la trên trời nhưng nếu các con là nguyên nhân cho sự hư hỏng hay sự lười biếng trong việc thánh hóa các con sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc thầy nói lại với các con một lần nữa nếu ai trong các con cảm thấy mình không đủ can đảm là nạn nhân cho sứ mạng riêng của họ thì họ hãy rút lui đi chứ đừng thiếu sót và thầy nói là họ đừng thiếu sót trong những điều thực sự tổn hại cho việc đào tạo chính mình và các người khác và họ phải biết lấy thiên chúa làm bạn bằng cách luôn luôn thật lòng tha thứ cho kẻ yếu đuối mỗi người trong các con ai biết tha thứ thì sẽ được thiên chúa tha thứ thời hạn đã chấm dứt lễ lều sắp tới những người mà thầy đã nói riêng sáng nay từ ngày mai họ sẽ đi trước thầy để loan báo cho dân chúng về thầy những ai ở lại thì đừng nản lòng thầy giữ lại mấy người trong nhóm họ vì những lý do khôn ngoan chứ không phải vì khinh rể họ họ sẽ ở lại với thầy rồi sắp tới thầy cũng sẽ sai họ đi như thầy sai 72 người đầu tiên. Mùa gặt rất phong phú, các thợ thuyền luôn luôn quá ít để làm việc. Vì vậy, sẽ có việc cho mọi người, và còn chưa có đủ người. Vậy đừng ghen tị, hãy xin chủ mùa để người luôn luôn gửi thêm các thợ mới cho mùa màng của người. Bây giờ hãy giải tán đi. Trong những ngày nghỉ ngơi này, các tông đồ và thầy đã bổ túc cho việc giáo huấn các con cho công việc mà các con sắp làm bằng cách nhắc lại cho các con những điều mà thầy đã nói trước khi sai nhóm 12 đi. Một người trong các con đã hỏi thầy, con sẽ chữa bệnh nhân danh thầy bằng cách nào? Trước hết, hãy chữa bệnh tâm hồn. Hãy hứa nước trời cho kẻ tật nguyền nếu nó biết tin vào thầy. Rồi sau khi thấy nó đã có đức tin thì hãy truyền cho bệnh tật lui đi và nó sẽ đi cũng hãy hành động như vậy đối với những kẻ có bệnh tâm hồn. Trước tiên hãy thắp ngọn lửa đức tin, hãy thông truyền đức cậy bằng những lời lẽ bảo đảm. Rồi đến lượt thầy, thầy sẽ đến để đặt đức ái của Thiên Chúa vào trong họ, giống như thầy đã đặt nó vào con tim các con sau khi các con đã tin vào thầy và trông cậy ở lòng nhân hậu của thầy. Các con đừng sợ loài người cũng như ma quỷ, chúng sẽ không làm hại các con được một điều duy nhất các con phải sợ là nhục dục kiêu căng và tham lam vì nó các con có thể nộp mình cho satan và các người satan vì cũng có những người satan nữa vậy hãy đi trước thầy theo con đường dọc bờ sông jordan tới jerusalem thì hãy tới gặp các người chăn chiên ở thung lũng bích lem và hãy cùng với họ đến tìm thầy ở nơi mà các con đã biết chúng ta sẽ cùng nhau mừng lễ thánh rồi sau đó sẽ trở về, vững chắc hơn bao giờ hết, về sứ mạng của chúng ta. Hãy đi bình an, Thầy chúc lành cho các con trong Thánh danh Chúa. some gặp lazaro tại cánh đồng của dân galilee cánh đồng nổi tiếng của dân galilee tôi tin đó là ý nghĩa của lời mà giê xu đã dùng để chỉ nơi hẹn hò với bảy mươi hai người đã được sai đi trước nó không là gì khác ngoài một phần của núi ô lưu rất gần con đường để đi Bethany và cả đến con đường này đi qua đó một cách chi tiết đó cũng là nơi mà trong một thị kiến đã lâu rồi tôi thấy cấm trại ở đó cho Kim và Anna với Anphe Sarah lúc đó còn bé tí ở gần các lều khác bằng cành cây vào dịp lễ lều trước khi Anna thụ thai đức trinh nữ. Núi ô Liêu có một cái đình tròn, tất cả đều êm dịu ở đây. Các đường lên dốc, phong cảnh, đỉnh núi. Thực sự, nó hít thở cảnh bình an, được bao bọc bởi những cây ô liu và sự yên lặng. Lúc này thì không, vì có rất nhiều người đang bận rộn dựng lều. Nhưng bình thường, thì đây thực sự là nơi nghỉ ngơi và chiêm niệm. Ở bên trái, đối với kẻ quay mặt về phía bắc, có một vùng hơi lõm, rồi đến một đỉnh khác còn ít dốc hơn đỉnh núi ô liu. Chính ở đây, trên cái cao nguyên này, là nơi các người Galilee cắm trại. Tôi không biết, đây có phải là tập tục về tôn giáo đã thực hành hàng thế kỷ hay là vì một lệnh của rome để tránh sự bất bình của người do thái hay của dân các miền khác ít bạch thiệp hơn đối với người galilee điều đó tôi không biết tôi chỉ biết rằng tôi thấy nhiều người galilee trong đó có alphe sera người nazareth judah người chủ đất già ở gần hồ meron ông Zaro trường giáo đường và những người khác ở Bethsaida, Capernaum và các thành phố khác thuộc Galilee. Nhưng tôi không biết tên họ. Giêsu chỉ chỗ dựng lều cho họ, ngay ở chỗ giới hạn phía đông của các cánh đồng, các người Galilee, các tông đồ với vài môn đệ. Trong đó có thầy cà Gioan, ông luật sĩ Gioan ông trường giáo đường Timon và có Etienne, Hermes, Yuse người Emau, Eben người Bethlehem thuộc Galilee đang lo dựng lều. Họ bận rộn việc đó trong khi Giêsu nói chuyện với các trẻ em Capernaum đang bao quanh người và hỏi người hàng trăm thứ và thổ lộ cho người hàng triệu điều. Lúc đó, trên con đường từ Bethany tới, Lazaro tiến lại cùng với Maximin, người đầy tớ không thể chia lìa của ông. giê quay lưng về đó, nên không thấy ông, nhưng Iscariot nhìn thấy nên báo cho thầy. Người liền đề các trẻ em ở đó và đi lại với bạn người. Maximin dừng lại, để hai người được hoàn toàn tự do trong lúc đầu cuộc gặp gỡ của họ, Lazaro bước mấy mét, sau cùng nhanh hết sức có thể, ông bước khó khăn hơn bao giờ hết, với nụ cười mà sự đau đớn làm cho run và có những giọt nước mắt cùng một lúc trên mắt và trên miệng. Jesus mở tay ra cho ông, Lazaro lăn vào tim người với cơn khủng hoảng của nước mắt gì nữa đây bạn thầy còn còn khóc nữa giê xu hỏi trong khi hôn ông ở thái dương người vốn đã cao hơn lazaro một cái đầu bây giờ càng có vẻ cao lớn hơn vì lazaro đầy tình yêu và trọng kính đứng cuối trong vòng tay của người sau cùng lazaro ngẩng đầu lên và nói con khóc vâng năm ngoái con đã dâng thầy những hạt ngọc của nước mắt buồn nhưng thật chính đáng là thầy cũng có những hạt ngọc nước mắt vui của con ôi thầy ơi thầy của con con tin là không gì khiêm tốn hơn và thánh thiện hơn nước mắt vui và con dâng nó cho thầy để nói cảm ơn thầy cho maria của con Bây giờ chỉ còn là một cô bé êm đềm, sung sướng, thanh quan, trong sạch và tốt lành. Ôi, còn rất tốt hơn khi nó còn nhỏ. Và con, con đã cảm thấy con ở trên cao rất nhiều hơn nó. Trong cách kiêu ngạo của một con người Israel trung thành với lời luật. Bây giờ con cảm thấy con quá bé nhỏ hầu như con số không với nó, nó không còn là một người mà là ngọn lửa, một ngọn lửa thánh hóa. Con con không thể hiểu nó đã tìm được sự khôn ngoan ở đâu. Với những lời lẽ, những hành động của nó đã cảm hóa cả nhà. Con con nhìn nó như người ta nhìn một bí nhiệm, nhưng làm sao mà từng ấy lửa, từng ấy bảo ngọc có thể bị giấu dưới bấy nhiêu vấn rác và sống thoải mái ở đó. Còn cũng như mát ta, chúng con không lên được tới nơi nó lên. Làm sao nó có thể như vậy? Trong khi nó đã có đôi cánh bị gãy vì chuỗi lạ. Còn con không thể hiểu. Con không cần hiểu, chỉ cần là thầy hiểu. Nhưng thầy nói với con, Maria đã trở về đường lành với tất cả sức lực mạnh mẽ của con người nó. Nó đã hướng tính tình của nó về điều trọn lành. Và vì nó có một tính tình mạnh mẽ tuyệt đối, nó lao đi không ngừng trên con đường này. Nó dùng kinh nghiệm của nó trong điều xấu, để có thể mạnh mẽ trong điều tốt, như nó đã mạnh mẽ trong điều xấu và nó đem ra thực hành theo cùng một phương pháp. Trước, nó đã hiến mình hoàn toàn cho tội lỗi. Bây giờ, nó hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Nó đã hiểu lệ luật. Yêu Thiên Chúa hết mình, với thân xác nó, với linh hồn nó, với tất cả sức lực của nó. Nếu Israel, gồm toàn những Maria nếu thế giới được làm bằng những maria chúng ta sẽ có ở trên mặt đất một nước thiên chúa giống như nó ở trên trời ôi thầy ơi thầy ơi và chính maria magdalene được hưởng những lời này chính là maria lazaro một cô bạn lớn em gái của ông bạn lớn của thầy làm sao các con biết là thầy ở đây vậy bởi vì mẹ thầy chưa tới Bethany mà nhà bước lẹ người quản lý ở nước đẹp đã tới cho con biết là thầy ở đây và con mỗi ngày con sai một người đầy tớ đến ở đây vừa lúc nãy nó chạy về nói với con người đã tới và người đang ở trong cánh đồng dân Galilee Con đi ngay lập tức nhưng mm, con đau rất đau thầy ạ à. nhưng cái chân này vậy mà con đã tới thầy thầy sẽ tới nhà con rất lẹ nhưng sự vội phá của con để kể cho thầy niềm vui của con nó quay quẩn con con đã có nó trong bao nhiêu tháng rồi một lá thơ à một cái thơ là gì để nói một điều như vậy con con không thể chờ hơn nữa thầy sẽ tới bethany chứ chắc chắn rồi ngay sau ngày lễ thầy rất được chờ đợi cô gái hy lạc một thần trí tuyệt con nói rất nhiều với cô vì cô khao khát được biết về thiên chúa cô ta có học còn con còn cũng bí vì có một số điều con không biết rõ cần phải có thầy thầy sẽ tới bây giờ chúng ta đi tìm Maxim rồi thầy mời con làm khách của thầy. Mẹ thầy sẽ rất vui được gặp con. Và con hãy nghỉ ngơi một lát nữa, mẹ sẽ tới cùng với đứa trẻ. Và Giêsu đến với Maximin, ông quỳ gối để chào người. 144 Nhóm 72 Tường trình với giê những việc họ đã làm Trong thời gian của một buổi hoàng hôn dài vào tháng 10 72 môn đệ trở về cùng với Eli, Yusha và Levi họ mệt mỏi, đầy bụi nhưng rất sung sướng. Ba người trăng chiên từ nay được tự do để phục vụ thầy. Họ cũng sung sướng vì sau bao năm xa cách lại được đoàn tụ với các bạn ngày xưa của họ. Nhóm 72 thì sung sướng vì đã thi hành tốt sứ mạng đầu tiên của họ. Các khuôn mặt sáng hơn là các ngọn đèn nhỏ, soi sáng cho các liều được dựng lên cho nhóm hành hương đông đảo này. Ở giữa là liều của Giêsu, trong đó Maria với Maria phụ chức đang chuẩn bị bữa tối. Trung quanh là liều của các tông đồ. Maria anh ở trong liều của Giacôbe và Judah. Trong liều của Giacôbe và Gioan thì có Maria Salome với chồng bà. Trong liều ở bên cạnh có Susan với chồng bà. Ông này không phải là tông đồ, cũng không phải môn đệ chính thức, nhưng cũng có quyền ở đó, vì lẽ ông đã cho phép vợ ông hoàn toàn thuộc về giê -xu. Rồi ở chung quanh là liều của các môn đệ, những kẻ có gia đình cũng như những người không có. Những người độc thân, và đó là phần đông, thì chung liều với một hay nhiều bạn khác. Joanne Ender thì ở với Hamaste độc thân nhưng ông đã tìm cách ở gần liều của giê -xu hết sức có thể, để Maria thỉnh thoảng đến tìm ông, mang cho ông cái nọ cái kia, hoặc để ông có thể vui với những suy tư của đứa trẻ thông minh mà giờ đây đang sung sướng ở bên giê -xu, Maria và phê trong dịp lễ. Sau bữa tối, Giê-xu đi về phía sườn dốc của vườn ô liu và toàn thể các môn đệ một khối đông đi theo người biệt lập với đám đông ồn ào sau khi đã cầu nguyện chung họ tường thuật với giê xu cách chi tiết hơn việc phúc trình họ đã làm lúc trước giữa các người qua lại họ rất ngạc nhiên và sung sướng nói rằng thầy biết không không những bệnh tật mà cả ma quỷ cũng phải khuất phục vì sức mạnh của tên thầy thật tuyệt vời thầy ạ à. chúng con những con người tội nghiệp mà chỉ vì thầy đã sai chúng con đi nên chúng con đã có thể giải thoát người ta khỏi cái sức mạnh đáng ngại là ma quỷ và họ kể ra nhiều sự kiện xảy ra trong đó có một sự kiện họ kể họ hàng hay đúng hơn là bà mẹ và các người hàng xóm đã dùng sức mạnh để lôi nó tới. Nhưng ma quỷ nhạo cười chúng con và nói rằng, Ta đã trở lại đây vì nó muốn. Sau khi giê xu đã đuổi ta, bây giờ ta không buông nó nữa, bởi vì nó yêu ta hơn yêu thầy các ông, và nó tìm ta. Rồi đùng một phát, với một sức mạnh không thể chế ngự được, nó giật người đó ra khỏi tay những kẻ giữ nó, và quăng nó xuống đáy một bờ dốc đứng. Chúng con chạy tới để coi nó có bị gãy gì không. Nhưng không, nó chạy như một con linh dương non. Vừa chạy, vừa nói phạm thượng, và chế nhạo bằng những lời, thật sự không còn phải là của trái đất này. Bà mẹ làm chúng con thương, nhưng nó nhưng nó, ôi, ma quỷ có thể làm như vậy sao? Nó có thể làm vậy và còn hơn nữa. Giêsu buồn nói, có lẽ nếu có thầy ở đó. Không, thầy đã nói với nó, hãy đi và đừng muốn lại rơi vào vòng tội nữa. Nhưng nó muốn. Nó biết rằng nó muốn điều ác và nó đã muốn tội nó hư mất. Có sự khác nhau giữa kẻ bị ám, vì lúc đầu nó không biết, và kẻ nộp mình để bị ám, khi nó biết rằng, làm như vậy là lại bán mình cho ma quỷ. Nhưng, thôi đừng nói về nó nữa, đó là một phần tử bị loại trừ không còn hy vọng, một ý chí muốn điều ác. Tốt hơn là hãy ca tụng Chúa, vì những chiến thắng mà người đã ban cho các con. Thầy biết tên kẻ có tội và thầy biết tên những kẻ được cứu. Thầy thấy Satan từ trời rơi xuống như xét nhờ các con và nhờ danh thầy. Bởi vì thầy cũng thấy những hy sinh của các con, lời cầu nguyện của các con và tình yêu mà các con mang để đến với những kẻ khốn nạn, để làm điều thầy đã truyền cho các con làm các con đã hành động với tình yêu và thiên chúa đã chúc phúc cho các con những người khác cũng làm như các con làm nhưng họ không làm với tình yêu nên không có sự hoán cải nhưng các con đừng mừng vì đã áp chế được quỷ thần nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời và đừng bao giờ lấy nó ra khỏi đó một vấn đề mà tôi không biết tên nói thưa thầy khi nào những kẻ không làm được sự hoán cải sẽ tới có phải khi thầy không còn ở giữa chúng con nữa không không agapo luôn luôn có thế nào ngay cả khi thầy dạy dỗ chúng con và yêu chúng con à ngay cả vậy còn vấn đề yêu thì thầy luôn luôn yêu các con dù các con ở xa thầy tình yêu thầy sẽ luôn luôn đến với các con và các con sẽ cảm thấy nó ôi đúng vậy một buổi chiều kia con đã cảm thấy vậy buổi đó con rất khổ vì con không biết nói gì với một người đến hỏi con con tính trốn đi một cách xấu hổ nhưng con nhớ lại lời thầy đừng sợ vào chính lúc đó, các lời phải nói sẽ được ban cho các con. Và con đã kêu cầu thầy trong lòng. Con nói, chắc chắn là giê -xu yêu tôi. Tôi gọi tình yêu của người đến giúp tôi. Và tình yêu đã đến với con như ngọn lửa, như ánh sáng, như sức mạnh. Cái ông ở trước mặt con quan sát con chế nhạo, mỉa mai, trong khi nháy mắt với các bạn ông. Ông ta chắc bụng sẽ thắng trong cuộc tranh luận. Con mở miệng, và như các đợt sống, các lời phát ra cách vui vẻ, từ cái miệng ngu ngốc của con. Thầy ơi, có phải đúng thầy tới không? Hay đó là ảo giác? Con thì con không biết con chỉ biết rằng người đó sau cùng người đó và đó là một luật sĩ trẻ đã ôm chầm lấy cổ con và nói anh hạnh phúc và phúc thay kẻ đã dẫn anh tới sự khôn ngoan này con thấy như ông ta muốn tìm thầy ông ta có tới không tư tưởng của người đó không cố định giống như một chữ viết trên nước và ý chí ông lay động như cánh chim nhẹ, chập chờn trước bữa ăn sau cùng một ngày. Nhưng con, con hãy cầu nguyện cho ông ta. Và đúng, chính thầy đã đến với con và cùng với con cả Matia, Timon, Joan Endo, Simon, Samuel và Jonah cũng đã có thầy có những người nhận ra điều đó có những người thì không nhưng thầy đã ở với các con và thầy sẽ ở với các kẻ phục vụ phụ thầy trong tình yêu và chân lý cho tới tận cùng thời gian thầy ơi thầy chưa nói với chúng con có phải trong số những người hiện diện ở đây sẽ có những người không tình yêu không cần phải biết điều đó thầy sẽ là người thiếu tình yêu nếu thầy bộc lộ sự khinh bỉ đối với một người bạn không biết yêu nhưng có không điều đó thầy có thể nói có mà tình yêu là cái gì đơn sơ nhất êm đềm nhất và là điều hy hữu nhất nhưng nó không luôn luôn vậy mặc dù nó đã được gieo mong rằng nó mọc lên nhưng nếu chúng con không yêu thầy thì ai có thể yêu thầy có thể nói rằng có một sự phẫn uất giữa đám các tông đồ và các môn đệ nó khích động sự ngờ vực và đau đớn giê sư hà thấp mua mắt của người xuống người giấu cả cái nhìn để không lộ ra sự chỉ điểm nhưng người làm cái cử chỉ đầy nhẫn nhục em chịu và buồn bằng đôi tay mở ra lòng bàn tay ngửa ra phía ngoài cử chỉ thú nhận cam chịu sự nhận biết phải cam chịu và người nói phải như vậy nhưng nó lại không như vậy nhiều người còn chưa biết nhau nhưng thầy thầy biết họ và thầy thương cho họ ôi thầy ơi thầy ơi nhưng đó sẽ không phải là con nhỉ? phê nói, trong khi ông lại gần giê -xu, Trèn ép thằng bé ma tội nghiệp giữa ông và thầy. Ông ôm lấy vai giê -xu bằng cánh tay ngắn và lực lượng của ông. Và ông lấy người, điên lên vì sợ bị là người không yêu giê -xu. giê -xu lại mở mắt ra, sáng sủa, nhưng buồn. Người nhìn khuôn mặt đầy nghi vấn và sợ sệt của phê -xu và nói với ông. Không, Simon Jonah không phải con. Con biết yêu, và con sẽ luôn luôn biết yêu hơn. Con là đá của thầy, Simon Jonah, một tảng đá tốt. Chính ở trên đó, thầy đạt những gì là tấn yêu nhất của thầy, và thầy chắc rằng con sẽ nâng đỡ nó, không nào núng. Vậy con à, con à, con à. Các câu hỏi nhắc đi nhắc lại như một tiếng vọng từ miệng nọ qua miệng kia. Bình an, bình an. Hãy yên tâm và tất cả hãy cố gắng để chiếm hữu tình yêu. Nhưng ai trong chúng con biết yêu nhiều nhất? giê -xu quay cái nhìn lần lượt trên mọi người. Một cái vuốt ve vui tươi. Rồi người hạ cái nhìn của người trên Maizian. Nó vẫn áp sát vào giữa người và Pha-rô người đẩy phê rô ra xa một tí lái khuôn mặt đứa nhỏ quay về đám đông và người nói đây là kẻ biết yêu nhiều nhất trong các con đứa trẻ nhưng đừng run dù các con đã có hàm râu trên má hay có những sợi bạc trên đầu ai xin lại trong thầy sẽ trở nên một đứa trẻ ôi hãy đi bình an hãy ca tụng thiên chúa Đấng đã kêu gọi các con vì thực tình các con đã thấy tận mắt các con những kỳ công của Chúa. Hạnh phúc cho những kẻ cũng thấy điều các con thấy, bởi vì thầy bảo đảm với các con rằng nhiều tiên tri và vua Chúa đã ước ao nồng nhiệt được thấy những điều các con thấy mà họ không được. Nhiều tổ phụ đã muốn biết điều các con biết mà họ không được nhiều người công chính đã muốn nghe điều các con nghe mà không được nhưng từ nay trở đi những kẻ yêu thầy sẽ biết tất cả rồi sau đó khi thầy đã đi khỏi như thầy nói rồi sau đó các con sẽ nói thay cho thầy và rồi ôi những đám rất đông không phải về con số nhưng về ân sủng của những kẻ sẽ thấy sẽ biết sẽ nghe những điều mà bây giờ các con thấy các con biết các con nghe ôi những kẻ lớn những đám đông yêu dấu của những trẻ nhỏ lớn của thầy những con mắt đời đời những thần trí đời đời những lỗ tai đời đời làm sao thầy có thể giải thích cho các con những kẻ đang vây quanh thầy đây thế nào là cách sống đời đời chỉ còn đời đời vô hạn của những kẻ sẽ yêu thầy những kẻ mà thầy sẽ yêu đến nỗi hủy bỏ thời gian họ sẽ là các công dân israel dù là họ sống khi israel chỉ còn là một kỷ niệm của một quốc gia và họ sẽ là những người đồng thời của giê xu sống trong israel họ sẽ ở với thầy trong thầy tới nỗi biết được những điều mà thời gian đã xóa nhòa và những điều mà tính kiêu căng đã làm xáo trộn thầy sẽ cho họ tên nào đây các con tông đồ các con môn đệ hết những người tin sẽ được gọi là ki tô hữu và những người này họ sẽ có tên gì một cái tên chỉ được biết ở trên trời phần thưởng nào họ sẽ được ngay từ dưới đất này cái hôn của thầy lời thầy sự ấm áp của cơ thể thầy tất cả tất cả tất cả chính mình thầy thầy họ họ thầy một sự kết hợp hoàn toàn các con hãy đi đi còn thầy thầy ở lại để làm khoái cảm cho tâm hồn thầy bằng cách thưởng ngoạn những kẻ trong tương lai sẽ biết thầy và yêu thầy không hạn chế bình an cho các con giọt mặt đi người kia cũng buồn vì sự giản nứt nơi chính tâm hồn anh vì là gặp chúa từ những ước mơ hao bên ngoài nhưng không gặp ngài từ chính trái tim mình nên chỉ thêm u hoài rồi bước đi lạc

dâng trao nhưng cũng muốn thu vào con đi theo ngài là chấp nhận trắng tay nhưng đi theo ngài là tiếp nhận cơ mây trở nên người của chúa đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời con vẫn có những rằng có muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì muốn sang trao nhưng cũng muốn thu vào con đi theo ngài là chấp nhận trắng tay nhưng đi theo ngài là tiếp nhận cơ bay. trở nên người của chúa đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời chấp nhận trắng tay nhưng đi theo ngài là tiếp nhận cơ may trở nên người của chúa đạt ước mơ cao vời là sự sống 145 Tại Đền Thờ Ngày Lễ Lều giê -xu đi về Đền Thờ Đi trước người là nhóm nam môn đệ Theo sau người là nhóm nữ môn đệ Cùng có mẹ người Maria Clofa Maria Salome Suzanne Jenny Chusa Alice người Bessu Annalia người Jerusalem, Matta và Marcel, Maria Magdalena không có ở đó. Ở chung quanh giê -xu là 12 tông đồ và Maziam. Jerusalem thật huy hoàng lộng lẫy. Trong những ngày long trọng này, người ta đi lại trên mọi nẻo đường, đến từ khắp mọi miền, thánh vịnh, giảng thuyết, cầu nguyện, xì xèo tiếng chửi rùa của các kẻ chăn lừa, tiếng khóc của trẻ con. Bên trên tất cả những thứ đó là bầu trời trong lộ ra giữa các căn nhà. Với các mặt trời soi xuống cách vui vẻ, tô thắm hơn cho các y phục muôn màu, để thiêu đốt các màu chết của các dàn cây. Các cây cao mà người ta thấy đó đây, ló ra bên ngoài, các bức tường của các khu vườn vây kính hoặc trên sân thượng. Thỉnh thoảng giê -xu gặp một người quen, và lời chào có vẻ tôn kính, ít hay nhiều, tùy theo tính khí của kẻ người gặp. Đây, một cái chào sâu, nể vì của Gamaliel. Ông này nhìn Etienne đăm đăm. Etienne cũng mỉm cười với ông từ đám các môn đệ sau khi đã cúi mình trước giê -xu. Ông gọi Etienne ra chỗ riêng và nói với anh ta vài lời. Sau đó, Etienne lại trở về với nhóm của ông. Đầy kính cẩn là lời chào của ông già Cleopha, trường giáo đường ở Emmaus, Cũng đi về đền thờ với các người đồng hương của ông. Câu trả lời cho lời chào của Giêsu bởi các pha siêu ở Kapanaum thì cứng cỏi như lời nguyền rủa. Về phía các nông dân của Yokana do người quản đốc dẫn đầu thì lời chào là sự phục lại trong bụi đất của đường phố. Khi họ hôn chân giê -xu tại một ngã tư, đám đông dừng lại để quan sát cách ngạc nhiên nhóm người này. Vừa la vừa chạy nhào tới dưới chân một người đàn ông trẻ không phải một pharisêu, cũng không phải một luật sĩ nổi tiếng không phải ông tổng trấn cũng không phải triều thần mạnh thế có người hỏi xem đó là ai và tiếng xì xào lan ra đó là vị rabbi nazareth mà người ta nói đó là đức Messia khi đó các tên tín đồ và các dân ngoại tò mò bao quanh lấy người Đầy nhóm của người sát vào tường, tạo nên sự càn lưu thông trong tất cả cái quảng trường nhỏ cho tới khi một nhóm người chanh lừa phân tán họ và nguyền rủa sự tắc nghẽn giao thông. Nhưng đám đông lại tụ tập tái hồi ngay, phân chia nhóm nữ môn đệ với nhóm nam môn đệ, biểu lộ sự đòi hỏi cách tàn nhẫn. Nhưng cũng còn vì đức tin mọi người đều muốn đụng vào y phục của giê xu nói với người một câu hay hỏi một điều gì nhưng đó là sự cố gắng vô ích vì chính họ cũng vội vã lo lắng vùng vẫy để được ở hàng đầu họ xô đẩy lẫn nhau nên không ai thành công cả và câu hỏi cũng như câu trả lời đều tan vào sự ồn ào không thể hiểu được. Chỉ có một người bứt được ra khỏi cảnh này là ông ngoại của Magian. Ông đã trả lời bằng một tiếng la, cho tiếng la của cháu ngoại ông. Rồi ngay sau khi đã tôn kính thầy, ông ôm ghi nó vào lòng, quỳ gối ngồi trên gót chân. Ông để nó ngồi vào lòng, cảm phục nó, vút ve nó những nước mắt và những cái hôn vui mừng, hỏi nó và nghe nó. Ông già đã ở trên thiên đàng rồi, vì ông quá sung sướng. Các lính Roma chạy tới, mở ra một lối đi. Họ tưởng là có một cuộc ẩu đả. Nhưng khi nhìn thấy giê -xu, họ mỉm cười và rút lui bình tĩnh. Chỉ giới hạn ở việc khuyên các người hiện diện ở đó nên giải tán cho trống lối đi tại ngã tư quan trọng này. giê -xu vâng lời ngay, lợi dụng khoảng trống mà các lính Roma đã mở ra, để đi trước người vài bước, giống như họ mở đường cho người. Thực sự là họ trở về bót gác. Vì quân đồn chú Roma được tăng cường rất mạnh, Philato biết có sự bất bình của đám đông và tự như ông sợ có nổi loạn. Trong những ngày mà Jerusalem tràn ngập các người Hy Bá từ khắp nơi đổ về. Thật là đẹp khi thấy người đi theo sau đám lính Roma như một ông vua mà người ta mở đường cho. Khi ông đi vào dinh của ông trong khi di chuyển, người nói với đứa trẻ và ông già: "Đi luôn bên nhau và theo thầy." Và người nói với người quản đốc Thầy xin ông để các người của ông cho thầy Họ sẽ là khách của thầy tới chiều Người quản đốc trả lời cách cung kính Nguyện được tất cả như thầy muốn Và ông đi ra một mình sau khi đã cúi sâu đề chào Bây giờ, họ đã tới gần đền thờ Đám đông lúc nhúc Giống hệt như các con kiến ở gần tổ kiến Và họ càng đông hơn khi một người nông dân của yokana kêu lên thầy đây và ông quỳ gối để chào người các người khác cũng bắt chước giê xu vẫn đứng ở giữa đám nông dân vì họ vây chặt lấy người người quay cái nhìn về một điểm người ta chỉ người gặp cái nhìn của một ông Pha-ri-siêu, ăn mặc rất sang trọng ông không phải người mới đối với tôi nhưng tôi không nhớ đã gặp ông ở đâu. Ông Pharisiu Giocana đang ở với các người khác cùng tầng lớp với ông. Một đống vải vóc quý, tua rua, dây khóa, nai nịt, các lá bài. Tất cả những thứ đó đều lụng thụng hơn thường lệ. Giocana nhìn giê -xu cách chăm chú. Một cái nhìn hoàn toàn tò mò, nhưng không bất kính ông chào người với vẻ ngượng ngự. Ông chỉ hơi cúi đầu, nhưng đó luôn luôn là cái chào mà giê -xu trả lời cách kính cẩn. Cũng có hai pha khác chào, còn những người khác nữa thì nhìn cách khinh bỉ, hoặc làm như nhìn đi nơi khác. Chỉ có một ông là buôn lời lăng mạ. Điều đó chắc chắn, vì tôi thấy những người đang vây quanh Giê-xu này và ngay cả Cana cũng quay ngoắt lại. Để dán cái nhìn xét đánh trên kẻ lăng mạ, một người trẻ hơn ông với những nét đặc biệt cay nghiệt. Khi họ đã đi qua, các nông dân mới dám nói, một người nói, Thưa thầy, cái ông đã nguyên rủa thầy, đó là Doras. Hãy để ông ta làm. Thầy đã có các con chúc phúc cho thầy giê -xu nói cách bình tĩnh. Manaen đang đứng tựa vào một vòng cửa với các người khác. Khi ông nhìn thấy giê -xu, ông kêu lên vui mừng. Thật là một ngày dễ chịu, vì con lại tìm thấy Thầy. Và ông lại với giê -xu. Các người đứng với ông cũng đi theo. Ông tôn kính người dưới bóng rợp của khung cửa, nơi mà các tiếng nói vang lên tựa như dưới nóc mái vòm ngay lúc ông đang tôn kính người thì hai anh họ simon và Giuse xe của người cùng với các người nazareth khác đi qua rất gần nhóm của người nhưng họ không chào giê xu buồn nhìn họ nhưng người không nói gì judah và -bê bị kích động nói gì với nhau judah bừng bừng nổi giận liền chạy đi mà ông anh không kịp giữ lại. Nhưng giê -xu gọi ông cách khẩn thiết. Dù ra ơi, lại đây. Chỉ có thế, đứa con trai bị quay quất của An Phê mới trở lại. Hãy để họ làm. Đó là những hạt giống chưa cảm thấy mùa xuân. Hãy để họ trong sự tối tăm của cục đất cố chấp. Dù sao, rồi thầy cũng sẽ thấm nhập vào nó. Cho dù cục đất có trở nên đá để bao bọc hạt giống, Thầy sẽ làm nó vào lúc phải làm. Nhưng còn mạnh hơn câu trả lời của Judah Anfe là tiếng khóc của Maria Anfe vang lên thảm thiết, tiếng than dài của một kẻ bị nhục nhã. Nhưng, giê -xu không trở lại để an ủi bà. Dù là tiếng than này, vang lên rõ ràng dưới vòng cửa, nơi nó nhân bội lên những tiếng vọng. Người tiếp tục nói với Manaen, ông thưa người. Những người ở với con là những môn đệ của Doan Tài Giảng, cũng như con, họ muốn thuộc về Thầy. Bình an cho các môn đệ tốt. Ở đằng trước kia là Mathia, Doan và Simeon. Bây giờ ở với Thầy luôn thầy đón nhận các con như đã đón nhận họ bởi vì tất cả những gì đến từ vị thánh tiền hô đều rất chí thiết đối với thầy rồi sau khi đã vào nội khu đền thờ giê xu ra lệnh cho iscariot và simon đi mua những thứ thường lệ và các của lễ theo thói quen rồi người gọi thầy cà do an và nói con thuộc về nơi này con có nhiệm vụ mời vài thầy Lê Vi mà không biết là họ đáng biết chân lý. Vì thật vậy, năm nay thầy có thể mừng lễ vui vẻ, sẽ không bao giờ còn có những ngày êm đềm như vậy nữa. Lại chưa? Tại sao? Luật sĩ do an hỏi. Bởi vì thầy có các con ở chung quanh thầy, tất cả hiện diện hữu hình hoặc thiên liêng. Nhưng chúng con sẽ luôn luôn ở đây, và rất nhiều người khác nữa, cùng với chúng con. Tông đồ do An hăng hái xác định, và mọi người đều đồng thanh. giê -xu mỉm cười nín thinh. Trong khi thầy cả do An đi về phía trước với etienne vào đền thờ để thi hành lạnh, giê -xu kêu theo sau lưng họ. Trở lại với chúng ta tại hành lang bên ngoại, các ngài đi vào và hầu như lập tức gặp Nicodemo. Ông cúi sâu để chào, nhưng không lại gần giê -xu. Ông chỉ trao đổi với người một nụ cười thông cảm và bình an. Trong khi nhóm phụ nữ dừng lại ở nơi họ được phép, giê -xu với nhóm các ông vào cầu nguyện tại nơi dành cho người hy bá. Rồi sau khi hoàn tất mọi nghi thức người trở lại với những kẻ đang chờ người. Ở hành lang dân ngoại, các hành lang rất rộng và rất cao, chứa đầy đám đông đang nghe giáo huấn của các rabi. giê -xu đi về nơi người thấy hai tông đồ và hai môn đệ đã sai đi trước, đang dừng ở đó. Họ về lấy người ngay. Họp đoàn với các tông đồ và các môn đệ cũng có một số đông những người khác đã ở đây đó trong cái sân lát đá đầy người sự tò mò mạnh tới nỗi một số học trò của các rabi, tôi không biết do hồn nhiên hay do thầy họ sai đến cũng lại gần vòng vây bao chặt quanh Giêsu -xu. Giêsu -xu hỏi ngay thẳng vào họ tại sao các ông trang chúc chung quanh tôi hãy nói đi các ông có những Rabbi nổi tiếng và thông thái được mọi người trọng, còn tôi, tôi vô danh và bị khinh. Vậy tại sao các ông đến với tôi? Tại vì chúng tôi yêu thầy. Có mấy người nói vậy, mấy người khác nữa thì? Tại vì thầy có những lời khác với những người khác. Người nữa thì? Để coi các phép lạ của thầy. Hoặc bởi vì chúng tôi đã nghe nói về thầy. Và bởi vì chỉ có mình Thầy có những lời của sự sống đời đời và những công việc phù hợp với lời nói. Và sau cùng, tại vì chúng tôi muốn hợp đoàn với các môn đệ Thầy, giê -xu nhìn đám người lần lượt theo lúc họ nói, tự như người xuyên thấu họ bằng cái nhìn, để đọc những cảm nghĩ dấu kín của họ. Một số người không chịu đựng được cái nhìn này đã làng ra xa, hoặc nấp sau chiếc cột, hay sau những người lớn hơn họ. giê -xu tiếp Nhưng các ông có biết thế nào là theo tôi, và việc đó đòi hỏi những gì không? Tôi sẽ trả lời một số vấn đề này thôi, vì sự tò mò thì không đáng được trả lời, và vì những kẻ đói khát lời tôi cho tôi tình yêu của họ, và họ ước ao hợp bầy với tôi. Trong số những kẻ đã nói, có hai nhóm, những người tò mò thì tôi không màng tới. Những người thiện trí thì tôi chỉ bảo một cách không vờ vịt, tính chất khắt khe của ơn gọi này. Đến với tôi với tư cách là môn đệ, có nghĩa là từ bỏ hết mọi thứ tình yêu vì một tình yêu duy nhất, tình yêu tôi. Còn tình yêu ích kỷ với chính mình, tình yêu có tội với giàu sang, nhục dục hay quyền hành, tình yêu ngay thật cho vợ chồng, tình yêu thánh với cha mẹ, tình yêu tình cảm với con cái cháu chắt hay anh chị em tất cả phải nhượng bộ cho tình yêu tôi nếu người ta muốn thuộc về tôi thật vậy tôi nói với quý vị rằng để làm môn đệ của tôi thì phải tự do hơn con chim bay trên trời tự do hơn gió bay trên không mà không ai cản lại được không ai cũng không có gì giữ lại tự do không bị xiềng xích nặng ràng buộc không bị những dây tình yêu vật chất trói, cả đến không bị một cái hàng rào nào, dù nhẹ nhất như cái màng nhện ngăn cản. Tâm hồn như một con bướm mảnh mai ẩn trong cái tổ nặng nề của thân xác, và đường bay của nó có thể nên trì trệ hay ngừng lại hoàn toàn bởi hành động của một cái màng nhện mịn màng và lấp lánh ngũ sắc. Màng nhện của tình dục, của thiếu quảng đại trong sự hy sinh. Tôi, tôi muốn tất cả không chừa lại một cái gì tâm hồn cần cái tự do này để cho cái quảng đại này để cho để có thể chắc chắn là không bị giữ lại bởi cái màng nhện của tình cảm của phong tục của các suy tư sợ hãi giăng ra như những màng nhện quái gở là satan kẻ ăn cắp các linh hồn nếu ai đến với tôi mà không ghét một cách thánh thiện cha mẹ vợ con anh chị em và cả đến mạng sống mình thì họ không thể làm môn đệ tôi tôi nói ghét một cách thánh thiện các ông trong lòng các ông đã nói ông ta đã dạy là ghen ghét không bao giờ thánh vậy ra ông ta tự nói phản không tôi không tự nói phản lại chính tôi tôi nói về ghét sự nặng nề của tình yêu sự ham hố thuộc về thân xác của tình yêu đối với cha mẹ vợ chồng con cái anh chị em và cả ngay sự sống nhưng đàng khác tôi truyền phải yêu mọi người thân và sự sống với sự tự do nhẹ nhàng thuộc về tâm hồn hãy yêu họ trong thiên chúa và vì thiên chúa đừng bao giờ để thiên chúa ở sau họ hãy lo lắng bận rộn để dẫn họ tới nơi mình là người môn đệ tới tức đến với thiên chúa là chân lý như vậy quý vị sẽ yêu một cách thánh thiện mọi người thân và thiên chúa giao hòa hai thứ tình yêu với nhau như vậy làm cho các dây liên lạc máu thịt không còn phải là sức nặng mà là cái cánh không còn là điều lỗi nhưng là sự công bằng ngay cả mạng sống quý vị quý vị cũng phải sẵn sàng ghét nó để theo tôi ghét mạng sống tức là không sợ mất nó hay sợ làm cho nó buồn sầu một cách nhân loại trong khi hiến dâng nó để phục vụ tôi nhưng đó chỉ là có vẻ như ghét một tình cảm bị gọi sai là ghét bởi tư tưởng của loài người của kẻ không biết nâng mình lên của một con người độc nhất chỉ thuộc về trái đất chỉ hơn các vật thô một tí trong thực tế cái ghét hình thức này tức là sự từ chối các thỏa mãn tình cảm của đời sống thể xác để cho đời sống tâm hồn luôn luôn lớn hơn chính là tình yêu đó là tình yêu cao nhất hiện hữu tình yêu được chúc phúc nhất việc từ chối những thỏa mãn thấp hèn này sự cấm cản những tình cảm về giác quan này sự liều mình bị khiển trách bị phê bình bất công bị phạt bị ruồng bỏ bị nguyền rủa và có thể bị bách hại này là một việc đi theo tôi cách đau đớn nhưng phải ôm lấy nó mà mang nó như một thập giá một giảo đài trên đó người ta đền bồi những lầm lỗi đã qua để được biện minh khi đến trước thiên chúa và nhờ đó người ta xin được ơn phúc thật mạnh mẽ thánh thiện từ nơi thiên chúa cho những người mà ta yêu mến ai không vác thập giá của mình và không theo tôi ai không biết làm điều đó thì không thể làm môn đệ tôi vậy hãy suy nghĩ rất nhiều rất nhiều đến điều đó các ông những người nói chúng tôi đến bởi vì chúng tôi muốn họp đoàn với các môn đệ thầy đó không phải là điều xấu hổ nhưng là khôn ngoan biết tự cân nhắc tự xét đoán để tự thú với mình và với người khác tôi không có y phục của người môn đệ và gì nữa các dân ngoại dựa vào một trong những giáo huấn của họ họ cũng có được điều cần thiết để tự biết mình mà quý vị những người israel để chinh phục nước trời quý vị lại không biết làm điều đó sao bởi vì quý vị hãy nhớ phúc cho những kẻ đến với tôi nhưng nếu đến để phản bội tôi và đứng đã sai tôi, thì thà đừng đến còn hơn. Hãy tiếp tục làm những đứa con của lề luật như quý vị đã làm từ trước tới giờ. Vô phúc cho những kẻ nói tôi đến, rồi làm hại cho Đức Kitô bằng cách phản bội tinh thần Kitô hữu, làm gương mù cho trẻ nhỏ và những người ngay thật. Vô phúc cho họ. Nhưng có, và luôn luôn sẽ có những kẻ như vậy. Vậy hãy bắt trước người muốn xây một cái tháp họ bắt đầu bằng cách tính toán cẩn thận mọi chi tiêu cần thiết họ đếm tiền xem có đủ để hoàn thành không kèo rồi sau khi đã xây nền móng lại phải đình chỉ công việc vì hết tiền trong trường hợp này họ mất cả những gì họ đã có trước mà chẳng có tháp chẳng có tiền và đổi lại họ lôi kéo sự chế nhạo của thiên hạ vì mọi người đều nói ông ta đã bắt đầu xây nhưng không thể hoàn thành bây giờ ông ta có thể làm đầy bao tử bằng những hư hỏng của việc xây cất dở dang của ông cũng hãy bắt chước các vua của trần gian trong việc tạo ra các biến cố tội tình trên thế giới áp dụng vào giáo huấn siêu nhiên các ông vua này khi muốn gây chiến với một vua khác họ nghiên cứu tất cả những điều thuận điều nghịch cách cẩn thận và bình tĩnh họ suy nghĩ xem cái lợi của việc chinh phục nơi đó có đáng giá sự hy sinh mạng sống của các người của họ không Họ xem xét coi có thể chinh phạt miền này không, nếu quân số của họ chỉ bằng một nửa quân số đối phương, dù họ là những chiến binh tốt hơn, có thể chắc ăn không? Họ suy tính chính xác, nghi ngờ rằng 10.000 người của họ có thể phải đương đầu với 20.000 đối phương. Trước khi cho giáp binh, ông sai sứ giả đến với đối phương với những tặng phẩm giàu có để làm yên lòng đối phương đã có ý lo ngại về những vận binh của phía bên kia giải giáp đối phương bằng những chứng cớ hữu nghị làm tan biến sự nghi ngờ của chúng bằng cách làm với chúng một khế ước hòa bình và thật sự nó luôn luôn có lợi hơn chiến tranh và nó nhân đạo về phía nhân loại cũng như siêu nhiên cũng giống vậy quý vị phải hành động như thế trước khi bắt đầu cuộc sống mới và đặt mình đối đầu với thế gian đây là những điều hàm xúc trong việc làm môn đệ tôi đi ngược lại với những quay cuồng, những hung dữ, những lôi kéo của thế gian, xác thịt, sa tan. Nếu quý vị cảm thấy không đủ can đảm để từ chối tất cả vì tình yêu đối với tôi, thì đừng đến với tôi, vì quý vị không thể làm môn đệ tôi. Tốt lắm! Những điều thầy nói là rất đúng. Một luật sĩ trà trộn trong nhóm nói cách cảm phục. Nhưng nếu chúng tôi lột bỏ tất cả thì sau đó chúng tôi phục vụ thầy bằng cái gì lề luật có những hướng giới giống như đồng tiền mà thiên chúa ban cho con người để trong khi sử dụng nó họ chiếm được đời sống vĩnh cửu thầy nói từ bỏ tất cả và thầy chỉ rõ là cha mẹ của cải vinh dự nhưng thiên chúa đã cho những thứ này và nói với chúng ta qua miệng mô xê là sử dụng nó cách thánh thiện để tỏ ra công chính trước mặt thiên chúa nếu thầy lấy của chúng tôi hết cả thầy sẽ cho chúng tôi cái gì tình yêu thật ông rabbi ơi tôi nói rồi mà tôi cho các vị giáo lý của tôi nó không hủy bỏ một nét chữ nào của luật cũ nhưng trái lại hoàn thiện nó vậy tất cả chúng tôi đều là môn đệ ngang hàng vì tất cả chúng tôi đều có cùng một điều chúng ta có tất cả theo luật mô xê nhưng không có tất cả theo luật được hoàn thiện bởi tôi theo tình yêu theo luật này không phải mọi người đều đạt tới cùng một mức công trạng ngay cả trong nhóm các môn đệ thuộc về tôi không phải tất cả đều có một số ngang nhau về công trạng. Và trong số họ, một số người chẳng những không có món này, mà họ còn mất đi cả đồng tiền duy nhất của họ là linh hồn họ. Thế nào? Ai đã được nhiều thì họ tiếp tục có nhiều. Các môn đệ thầy, nhất là các tông đồ thầy. Theo thầy, trong sứ mạng của thầy, biết cách làm việc của thầy họ đã nhận được rất nhiều, vô kể. Các môn đệ thực sự cũng nhận được nhiều. Những kẻ chỉ có tên là môn đệ thì nhận được ít hơn. Những kẻ chẳng nhận được gì thì giống như tôi, chỉ vì tình cờ mà nghe thầy. Vậy tỏ tường là ở trên trời. Các tông đồ sẽ nhận vô số kể. Các môn đệ chính ngạch nhận được nhiều các kẻ chỉ là môn đệ bằng cái tên, nhận được ít. Những kẻ giống như tôi thì không được gì. Một cách nhân loại thì đó là tỏ tượng. Đó cũng là xấu theo các nhân loại. Bởi vì không phải mọi người đều có khả năng sinh hoa trái cho những của mà họ nhận được. Hãy nghe dụ ngôn này, và tôi xin lỗi nếu tôi khai triển giáo huấn của tôi ở đây quá nhiều. Nhưng tôi là một cánh chim nhạn bay qua. Tôi chỉ ở lại cho một thời gian ngắn trong nhà cha. Bởi vì tôi đến cho toàn thể thế giới, mà cái thế giới nhỏ ở đền thờ Jerusalem không muốn tôi ngừng bay. Họ muốn tôi ở tại nơi mà vinh quang của Thiên Chúa gọi tôi. Tại sao thầy lại nói vậy? Bởi vì đó là sự thật Ông luật sĩ nhìn chung quanh ông, rồi ông cúi đầu. Đó là sự thật mà ông thấy, được viết trên quá nhiều khuôn mặt của các nhân viên đại pháp đình, các rabi, các pha Họ càng lúc càng làm lớn cái nhóm ở chung quanh giê -xu. Các khuôn mặt xanh lên vì điên tiết hay đỏ vì giận. Những cái nhìn tương đương với những lời nguyền rủa và phun ra chất độc thù hận, dạy men từ tứ phía. Chỉ ước ao sâu xé Đức Kitô, nhưng chỉ có thể ước ao thôi, vì còn sợ đám đông vây quanh ông thầy, tận tụy và sẵn sàng tất cả để bảo vệ người. Cũng có lẽ còn sợ bị Roma trừng phạt, vì họ rất nhân hậu với ông thầy người Galile nhân từ giê lại bình tĩnh bắt đầu bộc lộ tư tưởng của người bằng dịu ngôn. Một người sắp sửa xuất hành đi xa và phải vắng mặt một thời gian dài. Ông gọi các đầy tớ và giao phó cho họ của cải của ông. Với người này, ông giao năm nén bạc, cho một người khác hai nén bạc, và cho một người thứ ba một nén vàng. Mỗi người tùy hoàn cảnh và sự khéo léo của họ, rồi ông ra đi. Bây giờ người đầy tớ đã nhận năm nén bạc, liền đi làm cho các nén bạc của ông sinh lời một cách khéo léo. Và sau một thời gian, số của này mang lại món lời là năm nén khác. Người đã nhận hai nén cũng làm giống vậy. Ông ta làm gấp đôi lên món mà ông đã nhận. Nhưng kẻ mà ông chủ đã giao nhiều hơn cả là một nén vàng rồng, bị tê liệt vì sợ không biết làm, sợ kẻ trộm, sợ hàng ngàn thứ hão huyền và nhất là vì lười anh ta đào một lỗ to dưới đất để giấu tiền của ông chủ nhiều tháng qua đi ông chủ trở về ông gọi ngay các người đầy tớ lại để họ hoàn trả cho ông các món đã được ký thác kẻ đã nhận năm nén bạc trình diện và nói thưa ông chủ đây ông đã giao cho tôi năm tôi thấy là xấu nếu không làm cho sinh lời món tiền mà ông đã ký thác cho tôi tôi đã xoay sở và kiếm cho ông được năm nén khác tôi không thể làm hơn được tốt rất tốt tôi tớ tốt và trung thành anh đã trung thành trong điều nhỏ biết linh hoạt và ngay thẳng ta sẽ cho anh quyền hành trên nhiều điều khác nữa hãy vào để vui mừng với chủ anh rồi người nhận được hai nén bạc trình diện và nói tôi mạn phép sử dụng tiền bạc của ông cho lợi ích của ông đây ngân khoản chứng tỏ tôi đã sử dụng tiền bạc của ông thế nào ông thấy không trước có hai lượng bạc bây giờ là bốn ông chủ có bằng lòng không và ông chủ nói với người đầy tớ tốt cùng một câu trả lời như với người thứ nhất rồi đến người sau cùng vui mừng vì sự tín nhiệm lớn lao của chủ đã nhận được nén vàng ông ta đào lên khỏi chỗ giấu và nói ông đã giao cho tôi món lớn nhất bởi vì ông biết tôi khôn khéo và trung thành cũng như tôi tôi biết ông ngoan cố và yêu sách ông không thể cho tiền của ông bị lỗ vốn và trong trường hợp bị mất thì ông lấy của người ở gần ông bởi vì trong thực tế ông gạt ở nơi ông không gieo ông thu ở nơi ông không vãi ông không cho quà dù với giá một đồng bạc nhỏ nhất cho người nhà băng và người quản lý của ông với bất cứ lý do nào phải có đủ món tiền mà ông đòi vậy vì tôi sợ làm giảm sút cái kho tàng này nên tôi đã đem giấu nó đi Tôi không thổ lộ cho ai cả, dù là cho chính tôi. Bây giờ tôi đào lên và trả lại cho ông. Đây, nén vàng của ông. Ôi, tôi tớ bất công và lười biếng, thực sự mi không yêu ta vì mi đã không biết ta. Mi không yêu của cải của ta nên đã để tiền bạc của ta không sinh lời. Mi đã phản bội lòng mến chuộng của ta đối với mi và chính mi đã nói phản lại chính mình. Mi tự lên án và kết tội mình mi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo ta thu chỗ ta không vãi vậy tại sao mi không làm cách nào để ta có thể gặt hái và thu hoạch mi trả lời lòng tín nhiệm của ta như vậy đó ư mi biết ta như vậy đó tại sao mi không đem tiền bạc của ta lại nhà băng để khi ta trở về ta rút nó ra cùng với tiền lời ta đã chỉ dẫn mi cách cẩn thận đặc biệt trong mục đích này nhưng mi lười biếng và ngu ngốc mi không kể gì tới mi sẽ bị lấy lại nén vàng và tất cả những của khác và người ta sẽ cho kẻ đã có mười nén người ta phản đối ông nhưng mà anh ta đã có mười nén trong khi anh này không có gì cả tốt thôi kẻ đã có và biết sinh lời thì sẽ được cho nhiều hơn nữa tới nỗi nó tràn đầy còn kẻ không có bởi vì nó không muốn có người ta lấy đi cả những cái đã được cho nó còn về tên đầy tớ vô ích đã phản bội sự tín nhiệm của ta và không làm sinh lời những ơn ta ban, thì hãy đẩy nó ra khỏi vùng sở hữu của ta, và nó hãy ra đi khóc lóc và ray rứt trong tim. Đó là dụ ngôn Ngài Rabbi. Ông thấy đó, người đã nhận nhiều nhất thì còn ít nhất, vì nó không biết ra công bảo tồn ơn của Thiên Chúa. Những người như ông nói chỉ là môn đệ có cái tên, và vì vậy có ít của để làm sinh lời. Hoặc những kẻ cũng như ông nói, chỉ tình cờ nghe tôi thôi thì họ chỉ có linh hồn họ là cái vốn duy nhất nó không được cho nén vàng và cả những cái nó đã có người ta cũng lấy đi để cho kẻ đã nhận được nhiều những ngạc nhiên của chúa thì vô tận bởi vì vô số điều chỉ là những phản ứng của loài người quý vị sẽ thấy các dân ngoại tới được sự sống đời đời các người samari chiếm hữu được nước trời và quý vị sẽ thấy nhiều người israel chính tông và nhiều kẻ đi theo tôi thì bị mất nước trời và bị mất sự sống đời đời giê xu nín lặng và như người muốn cắt ngắn những tranh luận người quay về phía nội khu đền thờ nhưng một tiến sĩ luật ông đã ngồi nghe nghiêm trang dưới hành lang liền đứng dậy và tiến lên hỏi thưa thầy tôi phải làm gì để được sống đời đời thầy đã trả lời cho những người khác xin thầy cũng trả lời cho tôi tại sao ông muốn thử tôi tại sao ông muốn nói dối ông hy vọng rằng tôi sẽ nói những điều bóp méo lệ luật bởi vì tôi thêm vào đó những ý tưởng sáng sủa hơn và trọn lành hơn sao luật đã nói gì hãy trả lời đi dưới răng chính là gì ngươi sẽ yêu chúa là thiên chúa ngươi hết lòng hết linh hồn hết sức hết trí khôn và ngươi sẽ yêu đồng loại như chính mình ngươi đó ông đã trả lời đúng hãy làm như vậy và ông sẽ được sống đời đời nhưng ai là người đồng loại của tôi thế giới đầy những người xấu cũng như tốt, quen biết cũng như không quen, bạn hữu cũng như kẻ thù của Israel. Ai là người đồng loại của tôi? Một người đi từ Jerusalem về Jericho, nơi những đèo ải của miền núi, ông ta rơi vào tay kẻ cướp. Những tên này sau khi đã đả thương ông cách dã man, chúng tước đoạt hết những gì ông có, kể cả quần áo. Rồi chúng để ông bên lề đường nửa chết nhiều hơn nửa sống trên cùng một con đường đó có một thầy cả sau giờ kinh nguyện của ông ở đền thờ ông về qua đó ông ta hãy còn thơm mùi hương của nơi thánh và hẳn ông ta có tâm hồn thơm nức lòng nhân từ siêu nhiên và tình yêu vì ông đã ở trong nhà thiên chúa có nghĩa là giao tiếp với đấng tối cao vị thầy cả vội vã để về nhà vậy ông nhìn kẻ bị thương nhưng không dừng lại ông lẹ làng bỏ đi để kẻ khốn nạn lại bên đường rồi đến một thầy lê vi đi qua đó ông ta phải phục vụ tại đền thờ phải chăng ông sẽ bị ô nhiễm vậy đi thôi ông ta sắn quần áo để khỏi bị dính máu ông liếc một cái nhìn lục lọi trên kẻ đang rên rỉ trong máu của nó và ông ta vội vã đi về jerusalem để vào đền thờ một người thứ ba đi tới từ phía samaria đó là một người samari đi tới từ phía khúc sông cạn ông thấy vết máu liền dừng lại xem xét ông nhìn thấy người bị thương trong hoàng hôn đã bắt đầu khá lâu ông xuống ngựa tới bên người bị thương cho ông ta sức mạnh bằng một ngụm rượu ông xé áo khoác để làm băng vải ông rửa các vết thương bằng giấm và thoa dầu rồi băng lại cách thân thiết sau khi đã vực người bị thương lên ngựa ông dắt con vật đi cách cẩn thận đồng thời nâng đỡ người bị thương an ủi ông ta bằng những lời tình nghĩa không nghĩ gì tới mệt nhọc không khinh rể kẻ bị thương dù ông này là người do thái tới thành phố ông vào quán trọ ông canh chừng suốt đêm tới sáng ông thấy người đó đã hơi đỡ ông ký thác người này cho chủ quán trả trước cho ông một món và nói hãy săn sóc người này như thể ông ta là chính tôi khi trở về tôi sẽ trả hết số mà ông đã tiêu quá và còn trả hậu nếu ông làm hết những gì cần thiết và ông ra đi ông tiến sĩ luật ơi hãy trả lời tôi ai trong ba người này là đồng loại với kẻ đã rơi vào tay kẻ cướp có lẽ thầy cả có thể là thầy lê vi chẳng lẽ lại là người samari ông ta không hỏi kẻ bị thương là ai tại sao lại bị thương cứu giúp ông ta có nguy hại gì không lại mất thời giờ tiền bạc và liều mình bị kết án là đã đả thương ông ta vị tiến sĩ luật trả lời người đồng loại là người sau cùng vì ông ta đã sử dụng tình thương ông cũng thế hãy làm như vậy và ông sẽ yêu người đồng loại và yêu thiên chúa trong người đồng loại như vậy sẽ đáng được sự sống đời đời không ai dám hỏi nữa giê xu lợi dụng cơ hội để lại với nhóm phụ nữ đang chờ người trong nội khu để cùng với họ đi vào thành phố bây giờ họp đoàn với các môn đệ có hai thầy cả đúng hơn là một thầy cả và một thầy lê vi thầy lê vi thì còn rất trẻ còn thầy cả thì ở tuổi lão trượt Người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường, thầy tư tế nghiêm trang từ xa đi ngang, thấy như vậy liền bước chân mau tìm đường tránh xa. Ai là tha nhân của ta? Ai là anh em của ta? chính người sao mà hiền lương, chính người đã sống với tình yêu thương từ Jerusalem về người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường một lê vi đang đi từ xa qua đây che qua đường vội bước chân mau sợ phiền đến thân ai là cá nhân của ta ai là anh em của ta chính người sao mà hiền lương chính người đã sống với tình yêu thương cho người bên về đường và đưa lên lưng lá về quan xa xa nhớ sẵn dò chủ quán lo cho người bạn đang thương ai là thơ nhân của ta ai là anh em của ta chính người sao mà hiền lương chính người đã sống với tình yêu thương Ai là thân nhân của ta, ai là anh em của ta Chính người sao mà hiền lương, chính người đã sống với tình yêu thương